Hello, xin chào mọi người. Đây là món ăn tối của mình nha. Món đầu tiên là đây là vịt nướng nha mọi người. Đây là chanh với ớt nè. Món kế bên là con vịt này mình làm tiết canh vịt luôn nha mọi người. Như vậy thì tại mình thích ăn tiết canh vịt. Mình mới ăn tiết canh thỏ hôm rồi. Đó. Như vậy là đây là hai món tối nay nha. Vịt đó là mình nướng nè, rồi làm tiết canh. Vậy còn phần còn lại mình làm gì? Giới thiệu mọi người nghe. Trước khi giới thiệu mình uống ly bia cho thoải mái mới được. Mình làm thịt một một con hổ mới được. Thì buổi tối mình ăn uống đơn giản vậy thôi. Đây này, tới đây nè. Chủ quán nó mang ra rồi ha. Như vậy thì phần vịt còn lại là mình nấu sốt măng. Một nồi sốt măng như thế này mà chỉ có hai người lớn với một đứa bé ăn thôi, quá nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.